Mục đích tối hậu của những hành động phục vụ của cha mẹ là giúp con cái trở thành những người trưởng thành, cũng biết trao ban tình yêu cho người khác qua những hành động phục vụ. Để đạt được mục đích ấy, trước hết cha mẹ cần phải nắm chắc rằng con cái mình cảm thấy thực sự được yêu thương và săn sóc. Cha mẹ phải luôn giữ cho cuộc sống cảm xúc của con cái được sung mãn. Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ phải luôn tỏ ra là mẫu mực trong sự phục vụ. Qua gương sáng của cha mẹ, con cái sẽ cảm nghiệm được thế nào là phục vụ. Khi chúng đã lớn khôn và có thể đánh giá được những hành động phục vụ, cha mẹ có thể chuyển từ những mệnh lệnh sang những lời mời gọi. Nói cách khác, thay vì ra lệnh cho con cái phải làm theo ý của mình, cha mẹ nên đưa ra đề nghị. Một lời đề nghị không những thể hiện sự tôn trọng của cha mẹ đối với con cái, mà còn tạo được phản ứng tích cực nơi con cái. Khi con cái đến tuổi khôn, chúng sẽ nhận ra điều cha mẹ đang làm cho chúng, và cũng ý thức được những gì cha mẹ đã làm trong quá khứ. Dĩ nhiên, chúng không thể nhớ được cha mẹ đã thay tã hay mớm cơm cho chúng như thế nào, nhưng chúng có thể thấy những cha mẹ khác săn sóc cho con cái của họ, và biết rằng chúng cũng từng được cha mẹ mình săn sóc như thế. Con cái cũng có thể thấy cha mẹ phục vụ người khác. Chúng sẽ học cách săn sóc người bệnh hoặc chia sẻ tiền của cho những người túng thiếu. Chúng cũng sẽ tham gia vào các chương trình xã hội để giúp đỡ người khác, nhất là những công việc ở bên ngoài khuôn khổ của gia đình. Chúng không cần phải đi xa để thấy những người túng thiếu. Ở đâu và lúc nào, chúng cũng có thể gặp những người kém may mắn. Hoặc do sáng kiến riêng của gia đình, hoặc cùng với cộng đoàn giáo xứ, cha mẹ và con cái có thể tham gia vào các công tác bác ái. Khi cha mẹ và con cái họ cùng làm những hành động phục vụ như thế, những hành động ấy sẽ là một bài học về niềm vui của phục vụ. Và dĩ nhiên, bên cạnh những hành động phục vụ ấy, cha mẹ không thể bỏ qua hoạt động truyền giáo của gia đình hoặc của giáo xứ. Không nhất thiết phải rời bỏ xứ sở hoặc đi xa, mà ngay trong khuôn khổ của giáo xứ, cha mẹ và con cái cũng vẫn có thể tham gia vào các hoạt động truyền giáo dưới nhiều hình thức khác nhau, từ cầu nguyện, dân cúng, cho đến ra đi, đến với những người rời xa cộng đồng giáo xứ hoặc chưa biết về giáo hội. Trọng tâm của hoạt động xã hội và truyền giáo chính là ước muốn giúp đỡ người khác qua những hành động phục vụ. Cha mẹ phải luôn hướng dẫn để con cái biết trao ban một cách vô vị lợi. Khi cha mẹ săn sóc và tưởng thưởng con cái chỉ vì chúng có hạnh kiểm tốt, họ vô tình dạy cho con cái phục vụ với điều kiện. Nhiều bậc cha mẹ muốn thay đổi cách cư xử của con cái, nhưng sửa đổi cách cư xử của con cái không có nghĩa là lèo lái chúng hoặc mua chuộc chúng bằng cách này cách khác, ngay cả bằng những hành động phục vụ. Những hành động phục vụ cần phải luôn luôn được thực thi với sự quan tâm và tình yêu vô vị lợi. Chỉ với tinh thần vô vị lợi, chúng ta mới thực sự thay đổi được cách cư xử của con cái. Con cái cần phải thấy nơi cha mẹ những đức tính mà họ muốn chúng phát huy. Chúng cần phải cảm nghiệm được những hành động phục vụ cha mẹ dành cho chúng và tham gia vào những công tác phục vụ người khác. Cha mẹ chỉ có thể dạy dỗ con cái bằng những hành động phục vụ vô vị lợi dành cho người khác. Một trong những cách thế tinh tế nhất để dạy dỗ con cái về tinh thần phục vụ vô vị lợi, đó là lòng hiếu khách của cha mẹ. Lòng hiếu khách là một kho tàng vô giá của gia đình. Qua lòng hiếu khách, con người biết nhau và thiết lập những quan hệ thân tình với nhau. Khi cha mẹ mở cửa đón tiếp người khác,
con cái họ sẽ học được cách chia sẻ tình yêu với bạn bè và gia đình. Ngày nay, gia đình không còn là mái ấm đối với nhiều người, và như vậy cũng chẳng còn là nơi để thể hiện lòng hiếu khách nữa. Thay vì tổ chức những cuộc gặp gỡ trong gia đình, người ta thường đưa bạn bè đến các tiệm ăn. Thật ra, chẳng có nơi nào khác có thể thay thế được bầu khí ấm cúng và thân mật của mái ấm gia đình. Cần phải nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với người khác. Và chỉ dưới mái ấm của gia đình mà một quan hệ như thế mới có chiều sâu mà thôi. Chia sẻ mái ấm gia đình với người khác và tạo điều kiện để gia đình tham gia vào các dự án phục vụ luôn có một tác động tích cực và sâu xa trên con cái. Là mọi cách để con cái cảm thấy thoải mái khi phục vụ người khác. Đó phải là mục đích của giáo dục mà cha mẹ nhắm tới. Con cái sẽ không tự nhiên có được tinh thần phục vụ. Chúng chỉ có thể học được tinh thần ấy khi được cha mẹ phục vụ và khi thấy cha mẹ phục vụ người khác. Chúng cũng sẽ học được tinh thần ấy khi cha mẹ biết chia sẻ trách nhiệm phục vụ cho con cái. Những hành động phục vụ là những biểu hiện đích thực của tình yêu. Nếu phục vụ là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, thì những hành động phục vụ của cha mẹ lại càng là một bằng chứng của tình yêu mà cha mẹ muốn dành cho nó. Khi đứa con xin cha mẹ làm cho nó một điều gì đó, nó không chỉ chờ đợi một sự giúp đỡ, mà muốn cha mẹ bày tỏ tình yêu đối với nó. Khi cha mẹ nhận ra và đáp trả lại lời yêu cầu của con cái với tất cả tình yêu của họ, đứa con sẽ cảm nhận được rằng nó được yêu thương. Nhưng khi cha mẹ khước từ yêu cầu của đứa con, hoặc đáp trả một cách miễn cưỡng hay câu có, đứa bé sẽ có được điều nó yêu cầu, nhưng vẫn không cảm thấy thực sự được cha mẹ yêu thương. Nếu ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con là những hành động phục vụ, điều đó không có nghĩa là cha mẹ phải thỏa mãn tức khắc mọi yêu cầu của nó. Điều này chỉ có nghĩa là cha mẹ phải hết sức nhạy cảm đối với những yêu cầu của đứa con và biết rằng sự đáp trả của cha mẹ sẽ làm cho đứa con cảm thấy được yêu thương. Do đó, mỗi một yêu cầu của đứa con cần được cha mẹ đáp trả một cách cân nhắc. Cân nhắc không phải vì tính toán, mà vì muốn dạy cho con cái bài học của phục vụ đích thực mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần.